em là mấy điểm trên thang điểm 10? Đoán cho em 10 điểm. Vâng. 10 điểm ạ. Em đoán lên nhé. Là rộng 1m7 nhưng mà bắt buộc anh phải chia chéo cho anh. Chứ đáng số là nó được vuông thì bây giờ nó phải bắt buộc phải chéo. Đi chéo. Đấy thì anh thích cái nào hơn? Trong ngày làm việc hôm nay thì em đã thiết kế hoàn chỉnh cho anh xong cái ngôi nhà của mình. Để chấm điểm hài lòng thì anh sẽ chấm cho bên công ty của chúng em là mấy điểm trên thang điểm 10? Trước hết anh cảm ơn các em. Vâng. Cái thứ hai là các em thiết kế cho anh cái nhà anh rất là hài lòng, chấm cho em 10 điểm. Vâng. 10 điểm ạ. Em cảm ơn anh nhé.